6 mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt giá trị xuất khẩu trên 3 tỷ USD trong năm 2023. Thưa quý vị, trong bối cảnh thị trường gặp nhiều khó khăn, thách thức, song GDP toàn ngành nông nghiệp vẫn tăng cao, ước đạt 3,83%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 53,01 tỷ đô la Mỹ, xuất siêu đạt mức kỷ lục 12,07 tỷ đô la Mỹ, tăng tới 43,7% và chiếm trên 42,5% xuất siêu cả nước. Nổi bật có 6 mặt hàng đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu trên 3 tỷ đô la Mỹ gồm: hàng rau quả đạt 5,69 tỷ đô la Mỹ, tăng 69,2%, gạo 4,78 tỷ đô la Mỹ, tăng 38,4%, hạt điều 3,63 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,6%, cà phê 4,18 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,1%, tôm 3,38 tỷ đô la Mỹ, giảm 21,7%, gỗ và sản phẩm gỗ 13,37 tỷ đô la Mỹ, giảm 16,5%.